rồi lắm nha, chủ Phật tử rất tốt. Và hôm đó là chúng tôi cũng đặt chúng ta về đó. Đó là một cái mà chúng ta được tự tử. Tuy nhiên, còn một cái chưa được. Chúng tôi chưa được tự tử. Và vẫn còn nhiều bạn học sinh sử dụng điện thoại của tôi. Thay vì hồi đó chúng ta nắm cho nghe chúng ta đã có tiền lễ cho một câu của các bạn. Các bạn nghe. À, các bạn. Rồi, bắt điện thoại. Vừa rồi chúng ta phải chưa xuất ra.
12-1 đạt giải nhất, 12-6 đạt giải nhì và 12-3 đạt giải ba. Thầy lưu ý các bạn là giấy khen các bạn cố gắng là đội vận động nha. Và các bạn tập trung nha. Chúng tôi tập trung những người kính mời thầy Trần Hoàng Nguyên thầy của các trường trong trang giải tiếp theo. Phong trào đã ai dám dành cho ba tập thể xuất sắc. Cảm ơn các em. Và lớp các em, lớp tư phòng của một, có được một câu cá mở đường. Tiếp tục là lớp mở đường, mang thành lập và câu đặc biệt của lớp tư phòng của một, có được một câu cá mở đường tham gia. Bước mặt em là bài hát Trần Ngọc Thanh 12-8 với à cái lỗi phương án đạt giải thứ nhất với tiết mục câu đá mở đường bên ba em câu bảo mật chân 12 bên ba với người bài về người thầy mời em Lâm Phan Lâm Vĩnh Chi 11-11 với tiết mục cô gái mở đường bên ba. Tiếp theo mời em Nguyễn Thanh Khôi 10-7 hào kiếm Việt Nam bên ba. Xin mời các em vừa được đặt tên trong ca và bên ca đặt giải chính thức và các em muốn cho chúng ta được đặt giải. Cung cấp tặng quý vị chúng ta thì đó là ốc quý vị đồng tiền đã lên cao các hàng quà các tập thể không liên hệ thì các tập thể và cá nhân không liên hệ thì sẽ được đoàn thanh niên giữ lại nói chung là không đủ thôi. Đây là kết quả phấn đấu mà chúng ta rất là dài thì chúng ta lên đạt kết quả đó mình chúng ta không lên. Tiếp theo là các bạn học sinh đạt giải nhất 13 ở đơn ca và tập ca. Nội dung tập ca giải nhất là Lê Nguyễn Thành Đạt và Lê Nguyễn Phúc Tâm 12 bài ca bắt chuyên môn giải nhất. Giải thề là Trần Hiếu Xuân và Lâm Quế Chi với tập thể 12 Linh Thiên Việt Nam. Giải ba tham gia thuộc về hai em để thông bố và tăng thủ phương thùy của lớp 12-7 với bài ca Bách Phương Anh. Mời ba giải vườn thu cho bài ca Bách Phương Anh. Về nội dung tham gia xin mời các em có tay sau. Một, em Trần Ngọc Thanh, 12-8, có bài cô gái mở đường, và đặc biệt nhất. Giải thì, em Nguyễn Thạch Danh, 10-11, có bài đất thương em. Giải ba, thuộc về em Lâm, Quế Chi, lớp 12-4, có bài con nước thủ tình. Mời sáu giải, cá nhân là tập ca và đơn ca vừa rồi chúng ta và tập đoàn cũng giới thiệu và chúng ta cũng mời thầy Bảo Út cũng như là tập đoàn đơn ca
Xin chào chúng ta cho các thành đất qua cháu ngon vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.